Chào bạn, mình là Ngọc Anh và như bạn đã biết thì gần đây mình có hoạt động giống một cái travel blogger với vlogger thì rất là may mắn cho mình trong những thời điểm đầu khi bắt đầu cái lĩnh vực này thì mình được tham gia lớp học của anh Trần Việt Anh. Có thể nói đây là lớp về travel blogger vlogger đầu tiên ở Việt Nam thì nó cung cấp cho mình những cái thứ mà rất cần cho mình trong tại thời điểm đấy. Nếu nói về ba thứ mà mình nó giải quyết trực tiếp cho mình thì cái đầu tiên là giúp mình có một cộng đồng. Tại đấy thì mình gặp những người cùng chung đam mê, cùng chung sở thích và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm họ đang làm. Cái thứ hai đấy là kiến thức trong lớp học này nó được hệ thống lại. Tất nhiên là các bạn có thể tìm kiếm rất là nhiều kiến thức liên quan ở trên mạng nhưng mà nó lại được hệ thống lại thì trong lớp học này nó sẽ chất lọc cho bạn và hướng dẫn cho bạn những thứ bạn cần phải học, bạn cần để trải nghiệm. Cái thứ ba đấy là đây là một lớp học mà bạn cầm tay chỉ việc. Xong lớp học này thì bạn có thể làm một profile cho mình, các bạn có thể có website riêng, biết cách quay chụp và có những sản phẩm video đầu tiên của mình. Thì cái việc là các bạn được học về lý thuyết, các bạn được thực hành và các bạn đưa ra những điều kiện sản phẩm thực tế trong quá trình làm là đều rất là quan trọng. Và mình một lần nữa thì mình vô cùng cảm ơn anh Trần Việt Anh đã tổ chức ra lớp học này và cho mình được cơ hội được tham gia và trải nghiệm vào lớp học. Và mình tin tưởng rằng với lớp học này sẽ rất rất cần cho rất nhiều bạn nữa trong tương lai. Và nếu các bạn đang trên con đường để đi theo con đường này thì đây là một lớp học dành cho